Bão số 3, siêu bão Yagi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua. Không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình, mưa lớn sau bão còn gây ngập lụt, sạt lở ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phát động phong trào chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể gửi ủng hộ trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, đường An Một, khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hoặc chuyển khoản đến hộp thư từ thiện Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, số tài khoản 47002110059, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tiếp nhận từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Sự chia sẻ ủng hộ lúc này là nguồn động viên to lớn, góp phần làm bớt đi đau thương khó nhọc để người dân vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương bị thiên tai trực tiếp hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Để chuẩn bị cho diễn đàn chính sách địa phương và ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024, sáng nay ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành liên quan để nghe báo cáo kịch bản chi tiết của hai sự kiện này. Theo kế hoạch, diễn đàn chính sách địa phương với chủ đề chuyển đổi số, bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 10 tới đây với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Còn ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 4 và ngày 5 tháng 10 tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang với gần 60 gian hàng công nghệ. Lễ khai mạc ngày hội sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, trong đó có phần giới thiệu trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, ứng dụng công dân số Khánh Hòa. Dự kiến chương trình tổng duyệt sẽ diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 10. Tại cuộc họp sáng nay, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về nội dung chi tiết của các sự kiện, công tác đón tiếp đại biểu, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phương án y tế, công tác truyền thông sự kiện, v.v. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở ban ngành rà soát các nội dung liên quan, chuẩn bị tốt nhất cho diễn đàn chính sách địa phương và ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Các cơ quan truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về sự kiện. Lực lượng công an có kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn, trật tự giao thông, cần kết nối giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ tình nguyện viên. Ban tổ chức xem xét công tác khen thưởng cho các đơn vị doanh nghiệp công nghệ số có nhiều đóng góp tham gia tại sự kiện. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu thành phố Nha Trang chuẩn bị tham gia thảo luận tại diễn đàn về nội dung thành phố thông minh trong tương lai. Ấn Độ vừa dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng kèm điều kiện áp giá sàn 490 đô la Mỹ một tấn. Quốc gia Nam Á này đang có nguồn cung dồi dào với dự trữ đạt 32,3 triệu tấn gạo. Chuyên gia nhận định sự trở lại của nguồn gạo từ Ấn Độ có thể buộc các quốc gia như Việt Nam, Pakistan, Thái Lan phải điều chỉnh giá để cạnh tranh. Thực tế, động thái của Ấn Độ đã khiến giá gạo thế giới hạ nhiệt khi nguồn cung trên thị trường thế giới tăng lên. Tuần qua, gạo 5% tấm của Việt Nam xuống 560 đô la Mỹ một tấn, giảm 20 đô la Mỹ so với tuần trước. Theo Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm nay, quốc gia này đã nhập hơn 2,8 triệu tấn thủy sản, trị giá gần 11,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba cho thị trường này. Trong khi Trung Quốc giảm nhập khẩu từ Ecuador và Ấn Độ, hàng thủy sản từ Việt Nam lại tăng trưởng tích cực. Theo đó, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc 8 tháng qua đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Cá tra và tôm chân trắng là hai mặt hàng chủ lực với doanh thu lần lượt đạt 350 triệu và 180 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm khác như tôm hùm, cua, ốc, nghêu sang Trung Quốc cũng tăng mạnh. Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh vừa tổ chức họp thường kỳ tháng 9 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 vào sáng nay. Theo báo cáo, qua 9 tháng, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện trên địa bàn huyện Vạn Ninh là hơn 410 tỷ đồng, đạt hơn 83% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ thu công nghiệp hơn 540 tỷ đồng, đạt hơn 74% kế hoạch. Thu ngân sách trong cân đối trên địa bàn huyện gần 133 tỷ đồng, đạt gần 83% kế hoạch. Thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công gần 177 tỷ đồng, đạt khoảng 63% kế hoạch giao. Trong tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các phòng ban chuyên môn tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách,
đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, tập trung giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất, sử dụng đất, xây dựng không đúng quy định, thường xuyên rà soát, bổ sung phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cùng một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay, qua rà soát, thị xã Ninh Hòa đã xác định được các khu vực xung yếu trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, áp thấp nhiệt đới, vùng dễ bị ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Trên cơ sở đó, địa phương đã xây dựng các phương án phòng chống, tập trung công tác ứng phó với thiên tai vào cao điểm các tháng cuối năm. Căn cứ vào tình hình thời tiết các năm qua, thị xã Ninh Hòa đã xác định có gần 140 điểm vị trí xung yếu, trong đó có khu vực 9 xã phường ven biển thường xuyên bị tác động do mưa bão, áp thấp nhiệt đới, 11 xã phường vùng cửa sông có khả năng bị ngập úng sâu, nước rút chậm khi có mưa lớn lũ lụt. Các xã vùng núi có sông suối chảy qua với địa hình đồi dốc, khi mưa lớn liên tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm để phục vụ cho công tác ứng phó. Trong cái phương án ứng phó của thị xã cũng đã đưa ra rất nhiều cái vị trí, rất nhiều cái công trình để sơ tán. Đó là các cái nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, các cái trường học mà có cái vị trí mà không ảnh hưởng đến cái sạt lở. Cái thứ hai là cái công trình mà để sơ tán thì cũng rất là chắc chắn bằng cái bê tông xi măng, nhất là các cái trường học mà chúng ta xây dựng hai tầng. Nhằm đảm bảo an toàn các địa bàn xung yếu, nhất là tại những khu vực trũng thấp dễ bị ngập lụt, thị xã đã chủ động thực hiện các giải pháp về công trình. Trong đó, lạch cầu treo qua địa bàn ba phường Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy đã bị bồi lắng nghiêm trọng, nhiều đoạn bị ách tắc dòng chảy làm giảm khả năng tiêu thoát nước. Do đó, vào mùa mưa lũ, các khu vực dân cư xung quanh thường bị ngập nước sâu. Để tăng khả năng tiêu thoát lũ, địa phương đã đầu tư xây dựng công trình đê kè chống xói lở hai bờ sông, lạch cầu treo và khơi thông dòng chảy đoạn từ cầu Bá Hà đến cầu treo. Dự án sử dụng ngân sách trung ương và địa phương với tổng mức đầu tư là khoảng 100 tỷ đồng. Riêng địa bàn phường Diêm thì có 4 tổ phố, nhưng mà cái vùng ngập lụt thì làm ảnh hưởng đến cái sản xuất muối về nuôi trồng thủy hải sản của bà con dân ở khu vực đó, làm cho bất bờ đó, nên thì ảnh hưởng đến cái kinh tế của bà con. Ý kiến của bà con dân cử tri cũng để tiếp xúc với đại biểu quốc hội, hội đồng dân tỉnh và hội đồng dân thị xã cũng để nhiều năm liên tục. Đến nay thì cái dự án nạo quét và khơi thông lạch cầu treo cũng đang để triển khai và thực hiện. Đó, đây là cái điều mong mỏi của bà con dân. Trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hiện có 7 hồ chứa thủy lợi, 1 hồ thủy điện và 7 đập dân. Trong đó có 3 hồ chứa có dung tích trên 1 triệu mét khối, 2 hồ chứa dung tích lớn hơn 10 triệu mét khối là hồ Đá Bàng và hồ Ea Krông Ru. Để hạn chế ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa, địa phương quan tâm nhất là công tác điều tiết nước vào mùa mưa lũ. Thị xã đã ký kết quy chế phối hợp với đơn vị quản lý hồ, thống nhất các quy định về thông báo vận hành điều tiết xả lũ, thường xuyên thông tin, cảnh báo cho chính quyền địa phương và người dân ở vùng hạ du. Mặt khác, thị xã cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra các hướng tiêu thoát lũ, nhất là tại các khu vực địa bàn có cao tốc đi qua. Trên địa bàn thị xã Ninh Hòa thì hiện nay có 2 cái cao tốc đi qua, Vân Phong Nha Trang và Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Thì khi mà xây dựng cao tốc thì sẽ có những cái vị trí sẽ ngập cục bộ khi có mưa lũ lớn. Thị xã cũng đã chỉ đạo cho các xã phường, các cơ quan chức năng cùng với các ban quản lý dự án 7 của Bộ Giao thông Vận tải cũng như ban quản lý giao thông của tỉnh làm chủ đầu tư 2 công trình này, phối hợp với các đơn vị thi công chuẩn bị các cái thiết bị máy móc. Nếu mà có cái việc mưa lũ lớn mà ngập cục bộ thì sử dụng các cái máy đào, máy múc để chúng ta khơi thông cái việc mà ngập úng cho người dân trong cái thời gian sắp tới. Để chủ động cho công tác ứng phó với mưa lũ năm 2024, thị xã đã lên phương án huy động lực lượng và phương tiện, trong đó giao phòng quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn như công ty xây lắp số 1, công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa, cảng Hòn Khói có kế hoạch hiệp đồng cho công tác cứu hộ cứu nạn, di dời người dân khi có mưa bão lũ lụt xảy ra. Theo tin từ Cục Hàng không Việt Nam, để chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm 2024 và sẵn sàng cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam sắp xếp cân đối nguồn lực vận tải phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để đảm bảo nguồn cung tải phù hợp. Cùng với đó, Cục Hàng không chỉ đạo các hãng triển khai mở bán sớm vé máy bay phục vụ giai đoạn Tết để hành khách có thể lựa chọn, xây dựng kế hoạch di chuyển phù hợp. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường triển khai theo dõi, giám sát diễn biến tình hình giá vé và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định pháp luật, cũng như khuyến cáo hành khách sớm có kế hoạch đặt mua vé để có nhiều cơ hội lựa chọn với những mức giá vé phù hợp.
Chính phủ vừa có tờ trình dự thảo gửi Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ có chiều dài khoảng 1.545 km từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đến ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những vấn đề quan tâm của người dân là giá vé đường sắt tốc độ cao. Theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, giá vé đường sắt tốc độ cao dự kiến bằng khoảng 75% giá vé máy bay trong điều kiện bình thường, được chia làm 3 mức. Giá vé sẽ phù hợp với khả năng chi trả của người dân để khuyến khích người dân tiếp cận dịch vụ đường sắt tốc độ cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ở một số địa phương trong nước đã xảy ra một số vụ cháy nghiêm trọng trong các con hẻm nhỏ, gây thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Làm gì để giảm thiểu thiệt hại khi các vụ cháy không may xảy ra trong các con hẻm nhỏ? Để trả lời câu hỏi này, các lực lượng chức năng ở phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang đã xây dựng mô hình xe chữa cháy lưu động từ chính những chiếc xe máy, phương tiện phổ biến nhất hiện nay. Buổi thực tập chữa cháy tại một cơ sở nhà trọ trong một con hẻm ở phường Vĩnh Nguyên. Phát hiện cháy, thành viên của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu và điện báo lực lượng chức năng của địa phương. Ngay khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng của phường gồm công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng với những chiếc xe chữa cháy lưu động ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ. 4 chiếc máy bơm cơ động được lắp đặt trên những chiếc xe này lấy nước chữa cháy từ những chiếc can cũng được lắp đặt ngay trên xe, phun nước vào đám cháy. Sau một thời gian ngắn, với sự chỉ đạo và phối hợp kịp thời chặt chẽ giữa các lực lượng, đám cháy đã được khống chế, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc nào về người và tài sản. Là đã ra mắt và là đã thực tập cái phương án chữa cháy cho các hộ khu dân cư trước, nhằm cái mục đích để huấn luyện lực lượng an ninh cơ sở là để sử dụng cái xe này là để xử lý những cái đám cháy nhỏ và chủ yếu là ở trong các hẻm nhỏ là chính. Mà khi có cháy nổ xảy ra thì chúng tôi sử dụng là phương châm 4 tại chỗ, thì trong đó có lực lượng công an và lực lượng là dân phòng và lực lượng an ninh cơ sở thì làm nòng cốt. Khi có sự cố thì là cháy nổ xảy ra thì chúng tôi sẽ là điều hành từng tổ và các tổ này là tham gia hỗ trợ lẫn nhau. Một chiếc xe máy cơ động và một chiếc kệ được thiết kế để có thể chở được một chiếc máy nổ, máy bơm loại nhỏ, hai can nước 40 lít, vòi phun nước. Với sự cơ động, linh hoạt, những chiếc xe này sẽ là phương tiện hữu hiệu dùng để tác nghiệp, chữa cháy nếu có sự cố cháy xảy ra trong những con hẻm nhỏ. Chi phí lắp đặt cho mỗi chiếc xe chữa cháy lưu động như thế này dao động từ 7 đến 8 triệu đồng. Hiện nay, ở phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang đã xây dựng mô hình xe chữa cháy lưu động ở toàn bộ 17 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 17 tổ dân phố. Khi có cháy xảy ra, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sẽ nhanh chóng đưa xe xuống hiện trường để triển khai chữa cháy. Thì đây là cho rằng một mô hình rất là hay, tại vì nó thực tiễn mà đưa đến tới tận nơi mà trong cái điều kiện xử lý kịp thời trong quá trình chữa cháy ở khu dân cư. Bà con rất là đồng tình ủng hộ trong cái mô hình này, tôi cũng đề nghị là chính quyền ở sở tại để mà phát huy mở rộng mô hình này để mà thực hiện tốt trong cái công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn khu vực. Đây là một trong những cái mô hình rất là thiết thực. Trên tình hình thực tế là chúng ta đang vận dụng cái 4 tại chỗ để đáp ứng được cái nhu cầu về công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Trên tinh thần của cái thời gian vàng của trong công tác phòng cháy chữa cháy thì lực lượng này sẽ là lực lượng xử lý cực kỳ nhanh tại cơ sở khi có đám cháy xảy ra và mới diễn ra ở mức độ là nhỏ, thì lực lượng này xử lý ngay từ ban đầu thì nó sẽ hạn chế được rất là nhiều về nguy cơ cháy lan và gây thiệt hại nghiêm trọng trong khu dân cư. Ở hầu hết các đô thị có rất nhiều những con hẻm nhỏ tập trung đông cư dân sinh sống. Đảm bảo an toàn và phòng cháy chữa cháy tại những khu dân cư trong các con hẻm nhỏ, ngoài việc nâng cao ý thức phòng ngừa trong từng hộ dân, xây dựng các tổ liên gia hỗ trợ nhau, thì việc thành lập tổ xe chữa cháy lưu động do công an xã, phường, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở điều hành cũng là một giải pháp hữu hiệu, đáp ứng tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây cũng là một giải pháp nhằm huy động sức mạnh của nhân dân, qua đó phát huy sự chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần đưa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ngày càng phát triển ở các khu dân cư. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 19 đến 22 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão Krathong đang hướng về phía nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, nên thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc trở vào đến Trung Trung Bộ chuyển xấu. Mưa xuất hiện trên diện rộng và gia tăng dần về lượng trong các ngày tới. Các khu vực còn lại chủ yếu ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tiếp theo là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trong cả nước trên đất liền ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp được chuyển đến các cơ quan quản lý nhà nước. Kênh thông tin giúp chính quyền tỉnh Khánh Hòa nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Mục Người dân hỏi, cơ quan nhà nước trả lời. Kênh cung cấp thông tin chính thống, hiệu quả, chính xác, trực tiếp. Những ý kiến của người dân, doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, địa phương lắng nghe, chia sẻ, giải đáp một cách trực diện. Người dân hỏi, cơ quan nhà nước trả lời. Thời sự Khánh Hòa tối thứ 6 hàng tuần trên kênh KTV. Người dân hỏi, cơ quan nhà nước trả lời. Cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.